Chào mừng các bạn trở lại với chương trình học tiếng Trung online của trung tâm ngoại ngữ Tomaso Basanggachi Hải Phòng. Hôm nay đã là bài số 5, chúng ta đã bước sang từ mới của bài số 5. Nghĩa hứa thì tôi sẽ trình bày, trung tâm đã trình bày lần lượt video dạy cách viết chữ của các từ mới từ bài 1 đến bài 4. Và hôm nay chính là bài cuối cùng trong series 5 bài đầu tiên của giáo trình Hán ngữ cơ sở tập 1 của thượng. Vậy thì 4 bài vừa rồi từ mới các bạn đã học hết chưa ạ? Hy vọng là chúng ta đừng nên để dồn lại một lúc rồi mới học. Như thế thì mọi người sẽ cảm thấy rất là nản, chúng ta sẽ không phải có cái quyết tâm để chinh phục tiếng Hán, một cái con đường rất là dài và đầy gian nan. Vậy hy vọng là bài hôm nào chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm hôm đấy, đặt câu, đặt hội thoại, viết, luyện viết và luyện phát âm, tổng hợp tất cả kỹ năng đúng không ạ? Học, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với từ mới của bài 5, bộ môn hóa sang sắc khở. Đầu tiên của bài hôm nay đó là từ chữa. Bài đã học chữa thì chúng ta học luôn từ nào? Bởi vì hai từ này đều là các đại từ chỉ định trong tiếng Hán, sẽ là đây và kia. Đầu tiên là từ chữa. Chúng ta để ý một chút là từ chữa này có hai bộ phận, bộ văn và bộ quai xước. Tuy nhiên thì như chúng ta đã học ở trong quy tắc cái tiếng Hán là phải từ bên trái sang bên phải đúng không? Bộ nào bên trái bên trước, bên phải bên sau. Tuy nhiên có một cái điều rất là đặc biệt, đó là đối với bộ quai xước thì cái bộ này khi xuất hiện trên bất cứ một chữ nào nó luôn luôn được viết cuối cùng. Vậy chúng ta sẽ viết bộ văn trước đúng không? Cái này người ta gọi là bộ văn. Và sau khi viết xong bộ văn, chúng ta sẽ chuyển sang bộ quai xước. Tí nữa cuối bài tôi sẽ tổng hợp lại các bộ thủ mới xuất hiện ở trong bài hôm nay. Và đầu tiên là từ chữ. Tiếp theo là từ nọ. Nọ nghĩa là kim. Thì cái từ này sao nhỉ, chúng ta để ý nhé. Nó có rất nhiều cái từ dễ bị nhầm. Đây là từ nọ này. Nếu như chúng ta cuốn lưỡi thì sẽ thành là nọ, tức là đằng kia. Nếu như chúng ta thêm bộ khẩu không mà không cuốn lưỡi thì là nọ, tức là nào. Bạn là người nước nào, cậu thích thể loại nhạc nào. Thế còn nếu như từ nọ mà uốn lưỡi thì cũng trở thành từ nọ, một đại từ nghi vấn hỏi về địa điểm. Vậy bốn cái từ này, bốn cái chữ này rất hay bị nhầm lẫn, chúng ta để ý ạ. Chúng ta học thêm một cái động từ nữa, đó là động từ sự. Động từ sự bộ này người ta gọi là bộ cân ạ.
跟老师là giáo viên, 我是老师, tôi là giáo viên. Anh ấy có phải giáo viên không? 他是老师吗? Bố tôi là giáo viên tiếng Hàn, 我爸爸是汉语老师. Và tiếp theo hôm nay chúng ta học đó là một đại từ nhân xưng, giờ cũng không có gì sai lạ lắm ạ. Từ nín, từ nín cũng là một đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai số ít, nhưng chúng ta sẽ dùng từ nín khi chúng ta muốn bày tỏ sự kính trọng, tôn trọng của đối phương. Chính là từ nỉ và chúng ta xem bộ tâm ở đằng dưới. Nín. Ngài có phải giáo viên không? Nín sư lão sư mà. Ừ. Đấy ạ. Thì chúng ta có thể dùng từ này khi chúng ta xưng hô với lại gì ạ? Những bậc bề trên lớn tuổi như bố mẹ, ông bà hoặc là sếp, hoặc là những người chúng ta muốn bày tỏ sự kính trọng. Hoặc khi người ta chúng ta vào nhà hàng ấy, thì nhân viên phục vụ, nhân viên bán hàng cũng có thể gọi khách hàng là nín. Được chưa? Từ tiếp theo là từ chiều. Chiều tức là mời. Mời thì phải sử dụng những lời nói ngôn ngữ, vậy chắc chắn là phải có bộ gì ạ? Bộ ngôn đúng không ạ? Cạnh bộ ngôn sẽ là bộ thanh màu xanh ạ. Từ dìn nó cũng có một quay xước, vậy chắc chắn là từ này sẽ phải viết cuối cùng. Từ chỗ sẽ có hai bộ nhân và một bộ thổ. Từ khở uống mà, nhưng chắc chắn là phải có bộ gì ạ? Bộ khở. Và cuối cùng là từ trà. Trà là gì ạ? Trà là trà. Chúng ta sẽ học cách viết của một loạt các cái từ sau nhé. Đầu tiên là từ chỉnh. Chữ cảnh. Cảnh là cái giếng ạ. Viết xong chữ này, chúng ta sẽ viết tiếp đến bộ quai xước. Chó bên trên là bộ thảo đầu.
thì chúng ta sẽ nói lại từ đầu nhé. Khi có khách đến nhà, chúng ta sẽ mời vào, chỉnh chỉnh, mời ngồi, chỉnh chỗ, mời uống trà, chỉnh, hơ trà. Học. Chỉnh chỉnh, chỉnh chỗ, chỉnh hơ trà. Bạn có uống trà không? Nì, hơ trà mơ? Sì, có hơ trà. Học, tôi uống trà. Và khi người ta mời chúng tôi uống trà, chúng ta có thể nói thêm một câu là xie xì. Xie xì. Và cảm ơn đúng không? Từ xì sẽ được cấu tạo bởi ba bộ. Bộ đầu tiên là bộ ngôn. Bộ tiếp theo là bộ thân. Và bên trái bộ thân sẽ là bộ thốn.
thì chúng ta học ở bài số 1, số 2 ấy, chúng ta học từ hỏi xong thăm sức khỏe là gì nhỉ? Nhi hỏng không? Đúng không? Cậu có khỏe không? Cậu bận không? Nhìn móng không? Thì những câu hỏi đấy là khá là đơn giản rồi. Nhưng hôm nay trong bài 5 chúng ta sẽ học cách nói một cách cụ thể hơn. Sức khỏe của cậu có tốt không? Hoặc công việc của cậu có bận không? Được chưa? Bởi vì thực ra bận thì có thể là bận do công việc, bận do học hành. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cách để nói một cách cụ thể hơn. Đầu tiên là từ sức khỏe, thân thể. Thân thể, sức khỏe của cậu có tốt không? À, sức khỏe của ngài, chúng ta học luôn từ nín được không ạ? Chúng ta phải học rồi. Nín. Sức khỏe của tôi rất tốt. Của thân thể, hẳn hảo. Sức khỏe của tôi không được tốt. Thân thể, không thải hảo. Thế sau khi hỏi thăm sức khỏe rồi, chúng ta có thể hỏi thăm về công việc. Vậy thì từ công việc ạ. Công tác. Công việc của ngài có bận không? Nín. Công tác. Nóng không? Nín công tác nóng mà. Công việc của ngài có bận không? Rất bận, khẩn lắm. Không bận lắm, cũng thải lắm. Đấy là ý nghĩa của từ thân thể và từ công tác. Chúng ta học luôn hai cái từ cuối cùng trong bài hôm nay. Đầu tiên là số cuối cùng trong các số đếm từ 1 đến 10, đó chính là số 10, 10. Đơn giản ạ, chỉ có hai một hai nét. Một hai nét là nét ngang và nét sổ. Còn cái từ cuối cùng là từ rư. Rư là gì ạ? Rư chính là bộ nhật đúng không? Rư thì là ngày. Ví dụ như là sinh chi rư. Đấy ạ. Hôm nay chúng ta học có một bộ. Và cũng là tên. Tên họ của họ trong tiếng Trung. Đó là Hoàng, tức họ Vương. Đồng thời cũng là bộ Vương. Nên tôi cũng biết nhiều về đúng không? Đây ba nét ngang, một nét sổ. Ví dụ thầy Vương là gì? Hoàng lão sư, Hoàng lão sư. Ví dụ em chào thầy Vương, Hoàng lão sư, Nín hảo, đúng không? Nín hảo, bởi vì chúng ta có thể hiện sự kính trọng chúng ta với thầy giáo. Hoàng lão sư, Nín hảo. Vậy thì trên đây là toàn bộ từ mới của bài số 5 mà tôi đã trình bày xong. Sau đây tôi xin được tổng kết lại một số bộ thủ mới xuất hiện trong bài hôm nay. Học một chi sự. Bên trái là bộ môn và bên phải là bộ thanh đúng không?
hay. Xin bé à, từ bộ thủ mới nhưng bài hôm nay không có nhiều. Vậy thì tôi hy vọng là sau bài hôm nay chúng ta sẽ về nhà luyện viết chữ, luyện phát âm và đặt câu để có thể nhớ mặt chữ, cách phát âm và ý nghĩa cách sử dụng các từ mới. Rất vui được đồng hành với các bạn trong bài số 5 hướng dẫn viết cách từ mới của bài 5. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Sau bài hôm nay, bắt đầu từ bài 6, tôi sẽ không viết lần lượt các cái nét chữ này nữa, bởi vì là sau bài hôm nay thì chúng ta cũng đã khá thành thục cái việc áp dụng các quy tắc viết và viết từ mới. Vậy thì tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc hướng dẫn các bạn trong việc sử dụng từ cũng như là các nội dung ngữ pháp và các phần khác quan trọng trong mỗi bài. Nhưng tôi hy vọng là quá trình luyện viết, luyện phát âm của chúng ta sẽ tiếp tục được duy trì đều đặn để phục vụ cho việc chinh phục tiếng Hán, đúng không ạ? Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình học lần sau, chương trình học ngoại ngữ online của Trung tâm Ngoại ngữ Trung Văn Châu và Trường Đại học Hải Phòng. Tạm biệt, tạm biệt.